Người để mất bóng bên phía đội bóng áo trắng là Albalusi. Tuấn Anh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bảo đảm. Những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Áp sát rất nhanh. Chúng ta đã giành được bóng. Quang Hải. Không phải, đó là Hùng Dũng. Hơi chậm nhưng vẫn còn. Quang Hải. Tuấn Anh. Pha giành bóng của Tuấn Anh. Hùng Dũng. Quang Hải. Sau ít phút đầu tiên trời rất cao như một tiền đạo thứ hai, và lúc này Abdurrahman đã hoạt động rộng hơn, có mặt nhiều hơn ở khu giữa sân. Vừa rồi là rất cần thiết trong một trận mà đội Việt Nam cơ bản là chơi lùi sâu và chờ cơ hội để cho Terazin Đăng Đa mở tỷ số của trận đấu. Trong lượt trận gần nhất của vòng loại World Cup lần này đã khiến cho Van Marwijk phải gọi lại những cầu thủ như Vadim Abbas. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh. Tuy nhiên lúc này Malaysia lại đang dẫn Thái Lan, và đó là một điều thuận lợi với tình thế của đội Việt Nam. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Malaysia vào lưới còn quá sớm. Chúng ta cần phải có một chiến lược dài hơi, và trong chiến lược dài hơi đó cần phải có được sự UE đang cần có bàn thắng. Tuy nhiên đội Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ trên sân nhà, và đội Việt Nam lại đang chơi hơn người. Những pha tranh chấp có thể nói là xuất sắc của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Quá tuyệt vời. Người mà Tuấn Anh đã hơn một lần vượt qua trong tình huống vừa rồi là Abdurrahman. Và sau trận pha tranh chấp có phần quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ đối phương, Tuấn Anh đã bị đau. Tuấn Anh thường được coi là cầu thủ có đôi chân pha lê, đẹp nhưng mong manh và hay bị chấn thương. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm anh đã vững vàng, cứng cáp hơn rất nhiều. Người ta cũng dành thuật ngữ đôi chân pha lê để nói về Robben, từng là học trò cưng của ông Van Marwijk. Robben trong giai đoạn chơi cho Bayern Munich. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cảm nhận vị trí quá xuất sắc. Khi mới đường truyền không quá khó đối với Tuấn Ngọc Hải. UE đang chơi theo cách cầu Âu. Quang Hải. Trận đấu gặp UE. Không có lỗi. Văn Toàn. Lúc này thì trên khán đài của sân Mỹ Đình như là những thành viên của hội cổ động viên Việt Nam Golden Star đang nỗ lực cổ vũ cho đội chủ nhà. Văn Toàn. Tuấn Anh. Trọng Hoàng. Và cài người khôn ngoan. Bọc lót kịp thời. Đó là pha di chuyển hợp lý của Trọng Hoàng. Văn Toàn. Ông Baka. Trọng Hoàng. Tuấn Anh. Đường chuyền hơi mạnh. Anh Tùng ạ, với quan điểm cá nhân tôi thì vừa rồi là một pha bóng hết sức nhạy cảm. Bởi vì chúng ta đã cố gắng phá bẫy về vị. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của đội tuyển Malaysia ở hàng công đó là việc Gia Quan, lão tướng, đã không còn được sử dụng, mà thay vào đó là Siavic, cầu thủ đã có được hai bàn thắng ở những lượt trận đã qua, ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 11 sau một pha xử lý không trúng tâm bóng của anh Đức. Tuấn Anh vừa bị phạm lỗi. Tuấn Anh chơi kỹ thuật và tỉnh táo. Pha xử lý của Tuấn Anh.
Pha xử lý của Quang Hải. Trọng Hoàng. Đây là Tuấn Anh. Rất bình tĩnh. Vừa rồi là Sumare, cầu thủ gốc Gambia. Văn Toàn. Và can thiệp rất tỉnh táo của Bùi Tiến Dũng. Trọng Hoàng. Duy Mạnh. Tuấn Anh lăn xả. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng rất nhịp nhàng. Đường chuyền của Văn Toàn. Công vượt. Không đủ tốc độ. Quang Hải. Tuấn Anh. Những cố gắng của Tuấn Anh ở những phút vừa qua là rất đáng ghi nhận. Rất bình tĩnh. Đỗ Hùng Dũng tạo ra những sự thu hút khác nhau. Và ở thời điểm đó thì Công Phượng và Văn Toàn thay nhau tạo ra những tình huống. Mohamed Akia. Trọng Hoàng. Đức Huy. Càng chơi, các cầu thủ đỏ càng tỏ ra nhuyễn hơn. Họ đang hừng hực khí thế và có thể nói rằng tràn đầy cảm hứng. Người vừa can thiệp là Tuấn Anh. Vấn đề là vị trí chứ không phải là mạnh hay yếu. Tuấn Anh vốn đậm chất kỹ thuật và không bao giờ được đánh giá quá cao ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Thấy được sự tiếc nuối của Quế Ngọc Hải với đường truyền có phần hơi già một chút. Cụ thể là Tawasi Van với những pha xử lý xoay sở dứt điểm cũng như chuyền bóng, đó luôn là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực. Người lấy bóng là Tuấn Anh. Tiếp tục là đường truyền của Tuấn Anh. Trọng Hoàng đường truyền bằng chân trái. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều những đợt tấn công bên phía cánh trái khi mà Thiraton hoặc là Subachup phối hợp với nhau, nhưng cơ bản ta vẫn đảm bảo được vị trí. Đó là Quang Hải và Chanthip Songkrasin. Đội Việt Nam đã có hồi ngay trong hiệp 1. Tiến Linh có một vài tình huống có thể làm tường, nhưng cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương Bình Dương đã trong số tất cả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở khu châu Á vào thời điểm này có lẽ không có trận đấu nào. Tuấn Anh. Tuấn Anh. Pha xử lý khôn khéo của Tuấn Anh. Cùng với việc cầu thủ đó cũng không được đá ngay từ đầu. Chỉ ra một vấn đề rất rõ với phong cách của huấn luyện viên Nishino. Và giống như các trận đấu khác, VOV, VTC và Next Media sẽ thực hiện cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng nguyên trạng. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền là của Hùng Dũng. Tiến Linh. Lúc này thì trên khán đài của sân Mỹ Đình, Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng rất nhịp nhàng. Giành bóng của Tuấn Anh. Hùng Dũng. Quang Hải. Sau ít phút đầu tiên trời rất cao như một tiền đạo thứ hai, và lúc này Abdulrahman đã hoạt động rộng hơn, có mặt nhiều hơn ở khu giữa sân. Trọng Hoàng. Tuấn Anh. Đường chuyền hơi mạnh. Văn Toàn.